phần. Mika đây một đá hả? Nó được thôi, nó cũng không có phải là đỉnh nhưng mà phải nâng cấp mình lên như hậu đồ đó, quay đồ đó để hồ mình đăng lên. Yên đồ cũng làm được rồi kìa. Yên quay chơi video kìa. Quẹo mình phải làm răng nhân hết quẹo chứ. Như này đi hàng tuần là có hết được không? Hết, nhưng mà sẹo thì không hết. Hết muộn rồi, hết thăm hết muộn nha. Sẹo thì không rồi. Cái thăm sẹo mình lâu rồi. Thăm nay thòn còn tặng 2 tháng là hết sạch. Mà mình phải bôi đều á, mình phải bôi kem đều á ha. Cái gia vị dị ứng là có dùng được không? Cứ dùng đi rồi biết chứ, chứ mà nói mà gia dị ứng thì đâu phải ai cũng dùng dị ứng, mà đâu phải ai dùng cũng không dị ứng, nên là mình cứ phải bôi lên là mình mới biết được. Nếu mà da mình quá nhạy cảm á, thì mình bôi thử ở một vùng ở đó, đừng bôi hết mặt ha. Bôi thử một xí chỗ nào đó khoảng tầm 2-3 ngày, nếu không tới tình trạng chi thì mình bôi hết cả mặt. Nhưng mà phải bôi nha, phải bôi thử, chứ còn mình cứ sợ dị ứng mình không chịu bôi gì là khó điều trị. Da mình da dầu. Nhấn này đâu rồi? À bên này. Biết rồi. Để cho họ ăn cắp cho vui mà. Biết lây không ai ăn cắp nè. Bình thường chị bị ăn cắp hầu như là cắp cũng vậy luôn. Kệ họ vô họ ăn cắp là họ biết tới mình nhiều hơn. Thì ấy là rứa đó, kiểu như người ăn cắp họ biết mình á. Chị muốn rứa mà kệ. À, ai theo dõi mình? Cái bây giờ này mà ăn cắp rất nhiều lắm. Mà thường thường họ ăn cắp xong họ đâu nghe đâu, họ đâu có, họ tắt tiếng luôn, họ xóa tiếng, xong rồi cho nhạc luôn.
không ai rảnh mà coi đâu. Nước mắt rơi rồi đó. Còn rơi nhiều nữa. Sẽ cảm nhận từ từ. Mới nặng mụn ấy thôi, chưa nặng mụn viêm. Mụn viêm là chảy như suối luôn. Mà răng mụn nhiều đây mà. Hồi trước chờ hôm đây trị à? Hồi trước chị cũng có làm em với Liền Lý ấy chứ. Làm em à? Ừ. Mà răng ngưng thời gian thì cái rồi cái ngưng cái chà đầu quá. Khách Liền Lý ngày nay gái hai người nè, sáng hình như bận đi luôn. Không biết là đi đâu. Cái mấy năm dịch là chị dừng. Em thì cũng quanh quanh Đà Nẵng thôi chứ đi đâu. Rồi sáng là khách ở một Liền Lý nhưng mà ở tới cái kiệt 135 nữa mới ghê chứ. 4-5 năm rồi. Mấy năm rồi. Còn đây biết là đừng nói là cũng 135 rồi sáng luôn á. Có nhiều khách 3-4-5 năm rồi mới quay lại. Chết chứ. Sớm mà cái nó 7 năm rồi mà họ vẫn vô trong cái tiệm hồi xưa của chị luôn á kìa. Tiệm tóc á. Là 7 năm rồi mà họ vẫn vô đó ở tiệm bà Cúc bà kia trời trời. 7 năm rồi mà vẫn có khách 7 năm họ vẫn còn nhớ. Vô tiệm mới ghê chứ. Bà chị nói bà làm tóc rồi đâu nó. Bà nói chị làm ở đó đó. Có làm ra ngoài chưa? Chưa, hồi đó là chỉ có làm ở đó thôi. Ừ là trời, đó là 7 năm rồi. Ừ. 7 năm rồi mới qua lại hả? Cái tên cơ bản chị đi làm. Cái giới thiệu. Ừ, cái chị kêu ủa đang thấy quen quen. À. Rồi nói người này thằng cu nó còn đỡ, người này còn lâu hơn. Ờ, chị tưởng là cái đợt dịch thôi. Đây là quá lâu luôn. Nói là tiệm tóc. Có giường hay giường. Chị cái ghế em coi được cái xe thì loại giống như vậy không thấy. Mà giá sao? Giá nhiều giá chị. Có lẽ đặt mấy cái bàn đặt ra. Ông nếu mà ghế thì nếu mà đứa em đi chị đặt cái chỗ bàn. Tại vì ghế nó chuyển cấp cái kìa. Ờ, chị nghĩ. Để tiếp thôi đó. Em là cái chim mà trưởng phòng an toàn nó rất là đẹp. Xong rồi đặt lại đó. Còn mấy cái lô mà
Ừ, chị đâu mua kiểu bảo hành đó. Thật ra bảo hành chị đâu. Da cứng thì sợ anh để đợt trước là chị định mua loại ghế nữa đó hả? Thì còn không thì có cái loại này đó chị, mà em thấy cái vải cái giống như cái vải giống như vải cái số vải chị là em thấy cũng đẹp. Ở đâu? Ở trên Shopee mà nó 7-8 trăm một tháng. Cao ấy. Thấy chắc ngồi xuống á, chắc kiểu êm mịn đó chị, lâu quá. Nếu mà sau em mua lại một món là như con số biết đến hư rồi. Đặt 15 ngàn thì có. Trung Quốc. Rẻ đó đúng không? Nhưng mà Trung Quốc thì phía trước rẻ lắm chị. Phía quốc tế rẻ lắm. Em đặt cái đèn về 10.000 đúng không? Cái đèn chị? Ship à? Em cứ đi thử cho mình xài lại. Em mua đại đại đấy. Nào ok à, mình sao mình chị làm bảo hiệu xương 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 chị đó gần 5 triệu. Em làm ông mua rước chị Cúc vậy, em hỏi chị Cúc cho chị Cúc hai em không. À chắc là cái người chị Cúc làm đó, thì chị Cúc kêu là thấy ông làm được thì chị cứ lại hiểu ông kiểu có tâm cái gì á, thì em nói ông rước để em đi ông kêu 4,4 triệu lại tính giá sát. Chị thấy ông mà làm bảo hiệu cho chị cũng ok nè. Học thêm do biết là mua thêm hai cái đèn pha nhỏ nhỏ nữa 300.000 nữa, 4,7 triệu. Thôi làm thôi. Kiểu ông kêu là làm không phải làm y ăn tết mấy hai cái biển ở đường, ông kêu không phải là y mà họ cắt họ nướng lên đấy, đó nữa. Nên là ông kêu đắt là phải nướng rồi tiền công rồi họ làm hai thợ nhất này nữa tính nữa đó, tính lên nữa. Em kêu thì em tính nhất có 3 triệu mà giờ nổ em mới 4 triệu mấy rồi em mới bớt đủ không bớt em kêu hết giá rồi. Sắc đồ cũng nhiều tiền á. Mình sợ nữ là ra thì em có hai cái bảng nhỏ nhỏ để đóng tiền với lại phía trong có quẹo gì á. Hết số tiền rồi. Đúng rồi, phải chỉ như thế em ạ. Kêu đó mà làm mà dán thì dán cho sơ hướng. Thật ra chỗ em dễ chạy dễ đi mà. Giống mình hồi xưa chứ. Không đặt đi mua luôn đó chị. Ước quẹo mà quẹo phải chị nghe. Ví dụ đi thẳng vô quẹo phải. Mới chịu. Theo chiều mới chịu. Vậy em thế với chị sao? Thôi vậy em cũng ra đó. Sẽ có thể tưởng quẹo xí. Kiểu ưng nữa đó. Rồi đáng ráng kiếm cái mặt tiền. Khó quá hả mẹ. Em mua sụt cây mới cũng mua cái số hết đó chị. Thôi bé ơi. 2 từ 4 tỷ. Thôi mơ đi. Biết mô, may mắn rồi đúng không? Đổi đời. May mắn nó sợ khóc.
Thì mình không ngờ vận may sẽ đến. Chị, em nghĩ tới cười cái bữa nữa này. Họ đọc giải nhất xong thì cái chán rồi đó, chị đi lấy đồ ăn cho các thấy. Mai đi à? Em hả? Đi cho rồi, đi nghỉ. 15 ngày lễ bên em, để em đi luôn. 14 ngày lễ. À, ủa chứ em chưa khai trương à? Trương á, chắc cỡ sau lễ. Hợp trước lễ. Hầu sau đi, tại vì em còn đi. Em hiểu không? Tại vì khi mà em đã vô làm là em phải cố. Em đừng có nghĩ. Tại vì em tính là sau lễ đó. Ừ, không, chị nghĩ là như rớt sẽ hợp lý hơn à. Tại vì khi mà giờ chờ em làm là những người khách mô mà họ họ khách quen của em, họ gọi thì em làm sương sương đi. Còn chuẩn bị cho nó vô, nó đầy đủ hết á. Rồi tới ngày khai trương là giống như mình đó đó, mình làm để mình coi thiếu cái gì cũng không ok rồi đó đó. Họ đang lắp tủ lắp đồ với lại hoàn thiện phần đối thì chị tuần mới hoàn thiện được, thì em kiếm tiền mua thêm đấy. Còn giờ ai làm thì hệ thì em làm xương xương đó, giống chị đó đó, làm đỡ làm đỡ người hai người. Em tính là cỡ trước này 28 cái lao động từ đó, cỡ 15 16 đến 20 gì đó. Ví dụ ngày mai em đi chơi thứ 6 nhưng mà mấy người bạn của em ngồi thì kia chủ nhật với lại qua chơi rồi đó, thì chủ nhật đa số là làm ngày nghỉ hết chị ạ, nghỉ qua được á, sợ trong tuần thì em không thì em nghĩ thôi thì cứ em cứ ra chủ nhật rồi họ qua chơi xí, còn ai làm thì đăng ký tại sao làm nữa chị ạ. Đợt ngày nó đi nghỉ dưỡng luôn đó hả? Ngày 15 à? Thì 14 đi, 15 em về là vừa. Tối gì đi vừa trưa qua rồi qua ở trong đá chứ tự nhiên. Buổi sáng em qua em chích yên cũng được rồi. À, tối 15 rồi sáng 16 về. Trưa về được. Chiều 15 về. Đi lễ đi đâu bị xin lễ. Ở tối 14 á. Ở đây ta biết thôi, ăn uống tắm rồi vui chứ mình ở gần quá.